Người nhàn rỗi hay lo lắng, người lười biếng hay bệnh tật, đời này chỉ có bận rộn mới sống lâu. Các bạn thân mến, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Carnegie từng nói, luôn duy trì sự bận rộn là liều thuốc rẻ nhất trên thế giới. Nhàn lâu sẽ khiến nhiều người không bệnh vẫn than, lười quá sẽ khiến cả người bách bệnh nhập thân. Chỉ có cuộc sống bận rộn hợp lý mới khiến con người tràn đầy năng lượng, không lười biếng, không ỷ lại bất kỳ ai và có một đời sống tinh thần phong phú. 1. Người nhàn rỗi hay lo nhiều. Thứ khiến người khác thấy nặng nề nhất không phải công việc mà là sự nhàm chán. Nhiều người mơ ước được sống một cuộc sống nhàn nhã sung túc, nhưng họ không biết được rằng đằng sau cuộc sống nhàn nhã ấy đã phải trải qua biết bao giông bão. Nếu mọi người không làm gì, họ sẽ trở nên dễ lo lắng, suy nghĩ nhiều và chìm trong đau khổ. Quá nhàn rỗi đôi khi không phải là điều tốt, mà còn mang đến cho bạn nhiều rắc rối và tai họa. Chị Lan, đồng nghiệp cũ của tôi hơn tôi 20 tuổi, khi chị được thăng chức lên vị trí trưởng phòng nhân sự, dù rất bận rộn, nhưng tôi vẫn thấy rõ nụ cười tự tin của chị ấy. Nhưng sau này nghỉ hưu, lúc nào chị ấy cũng thấy vô vị, gặp ai cũng phàn nàn về mọi thứ. Không biết nghe ai nói, chị ấy đã dùng một số tiền lớn đầu tư vào chứng khoán và bị thua lỗ nặng. Bạn bè đến đòi nợ, chị ấy vừa lo lắng vừa cảm thấy mất mặt, bị trầm cảm trong một thời gian dài. Đúng là tâm nhàn sinh việc thừa, người nhàn sinh thị phi. Rất nhiều nỗi lo đều đến từ sự nhàn rỗi mà ra. Những người nhàn rỗi luôn có xu hướng đưa mình vào một vòng tròn luẩn quẩn, hoặc là lo lắng vô cớ, hoặc là kiếm chuyện vô cớ. Đối với người nghèo đến nỗi muốn sinh tồn cũng khó khăn, làm gì có thời gian dành đi chê bai công việc thế này thế khác. Đối với một người bận rộn đến độ không có thời gian nghỉ ngơi, làm gì có thời gian để nghĩ lung tung. Cảm giác nhàm chán thường xuất phát từ việc quá nhàn rỗi, người quá nhàn dễ rơi vào trạng thái sầu lo vô cớ. Thế nên, bận rộn cho cuộc sống và ước mơ của mình vẫn tốt hơn. 2. Người lười biếng hay bệnh tật. Einstein từng nói, tôi không bao giờ coi sự an nhàn là mục đích của cuộc sống. Cơ sở đạo đức này, tôi gọi nó là lý tưởng chuồng lợn. Và tôi đã từng nghe một câu chuyện ngắn như thế này. Một phú ông hỏi một thiền sư, mấy năm nay tôi bị một căn bệnh lạ, ngày nào cũng thấy chóng mặt, tay chân yếu, uống nhiều thuốc cũng không khỏi. Gần đây tôi hay nghi ngờ vợ cho uống thuốc, không dám ngủ đêm vì sợ con trai bày kế cướp tài sản của tôi. Vị thiền sư hỏi, hiện tại hàng ngày ông đang làm gì? Người đàn ông giàu có trả lời, không làm gì cả, vợ tôi lo việc nhà, còn con trai tôi lo cơ nghiệp. Thiền sư nói với ông ta, bệnh này không khó chữa, sau khi ông về, mỗi sáng ông chuyển vài đống củi từ bãi đông sang bãi tây, chiều lại chuyển củi từ bãi tây trở lại bãi đông. Và chuyển đi trong 30 ngày, bệnh sẽ khỏi. 30 ngày sau, phú ông nhiệt tình đến gặp vị thiền sư và nói, nghe và làm theo lời sư phụ, bệnh tình của tôi từ từ cải thiện, nhìn vợ con xem ra cũng không tệ lắm. Thiền sư khẽ mỉm cười và nói, kỳ thực ông cũng không có bệnh, chỉ là quá nhàn mà thôi. Thì ra con người chỉ mắc bệnh khi quá lười biếng. Nghiên cứu y học cũng chỉ ra rằng, căng thẳng vừa phải có lợi cho việc tiết các hormone lành mạnh và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Khi quá lười biếng, người ta dễ suy nghĩ lung tung, sinh ra đủ thứ ý nghĩ quái gở, vợ không chu đáo, con trai bất hiếu, bạn bè không đáng tin cậy, ai cũng muốn lợi dụng mình. Theo thời gian, các bệnh tâm lý hoặc thể chất khác nhau sẽ theo sau. Chúng ta không thấy người làm biếng bền sức, mà ta thấy người chăm chỉ luôn khỏe mạnh. Bạn biết không? Lúc bạn không có một trái tim muốn thăng tiến, bạn sẽ trở thành một tên sát nhân. Bởi vì chỉ cần không cẩn thận, bạn sẽ tự giết chết chính mình. Khi một người lười biếng, anh ta sẽ mất hết tinh thần chiến đấu, sức khỏe hao mòn từng ngày, tinh thần trống rỗng và vô tri. Thời gian càng lâu, anh ta càng mất đi sức sống và năng lượng tích cực hoạt bát mà người trẻ tuổi nên có. Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phong phú thì tâm hồn mới yên bình. 3. Đời này chỉ có bận rộn mới sống lâu. Điều khủng khiếp nhất trên thế giới không phải bận rộn, mà là ngày nào cũng rảnh rỗi, không có việc gì để làm. Những người nhàn rỗi chỉ để thời gian trôi đi vô vị từng ngày, đến một thời gian nào đó lại lâm vào nỗi hoang mang tột độ. Ngược lại, những người bận rộn không có thời gian để quan tâm đến những vấn đề tầm thường đó,
Họ chỉ chuyên tâm theo đuổi mục tiêu của mình và tương lai mà mình mong đợi. Mặc dù người bận rộn trông có vẻ mệt mỏi, nhưng họ không có thời gian để từ từ suy đoán suy nghĩ của người khác. Họ cũng chẳng có nhiều suy nghĩ lung tung, đầu óc đơn giản và cũng ít phiền muộn hơn. Những người sống bận rộn thường không cam chịu cuộc đời tầm thường, cũng sẽ không dễ dàng bị tuổi tác giới hạn. Bận rộn chính là loại thuốc điều trị lo lắng tốt nhất cho những ai còn nghèo. Bận rộn đúng cách có thể làm phong phú cuộc sống và khiến nó có ý nghĩa hơn. Phương Thành, họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, dù đã nghỉ hưu vẫn đọc sách, vẽ tranh, tập thái cực quyền và đạp xe mỗi ngày. Ông thường nói rằng, tôi luôn bận rộn, vì bận mới giúp thể lực và não bộ khỏe khoắn, nó còn tốt hơn việc ăn đồ bổ nữa đấy. Quả đúng thật như vậy, ở tuổi 90, ông còn có thể leo lên đỉnh núi và tham gia rước đuốc ở Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 10, sống thọ đến 100 tuổi. Khi sự nhàn rỗi khiến chúng ta có cơ hội phát sinh ra những việc làm, hành vi không chuẩn mực, sự bận bịu sẽ giúp giải quyết những vấn đề đó. Chỉ cần bạn làm cho mình trở nên bận rộn, bạn sẽ không có thời gian để bận tâm về những việc nhàn rỗi đó, huống chi là năng lượng để hòa mình vào những việc không liên quan. Đừng lo lắng về điều không nên, đừng hỏi điều không nên, để chuyện lớn đổi thành chuyện nhỏ, tránh xa sự can thiệp từ bên ngoài và tập trung làm việc riêng là mức độ khôn ngoan cao nhất. Chúng ta thường ghen tị với những người giàu có và nhàn hạ và cho rằng đây là cuộc sống viên mãn nhất. Nếu ngày mai chúng độc đắc 50 tỷ, thì việc đầu tiên sẽ là nghỉ việc, yên tâm chuẩn bị về hưu và hưởng thụ. Thật vậy, ai cũng mong muốn được trúng số một lần trong đời để ăn nhàn hưởng thụ. Lý tưởng thì đầy, nhưng thực tế thì lại rất gầy. Một tổ chức đã từng thực hiện một cuộc thăm dò theo dõi 10 năm đối với một nhóm người trúng giải xổ số 50 tỷ và kết luận rằng những người trúng 50 tỷ về cơ bản không thay đổi cuộc sống nhờ số tiền. Hầu hết mọi người đã trở lại mức sống trước đây sau một vài năm, thậm chí có người còn khiến cuộc đời sống tụt lùi hơn trước. Có một câu nói rất hay, đó là cách tàn nhẫn nhất để hủy hoại một người là khiến họ luôn nhàn rỗi. Ai ai cũng thích nhàn hạ, không thích làm việc, ham vui. Một khi nhàn rỗi quá lâu sẽ mất đi động lực để cố gắng, trở nên lười biếng và kém cỏi. Theo thời gian, kỹ năng làm việc đã trở nên lỗi thời và lạc lõng với xã hội. Ngoài việc lười biếng không làm được việc gì, thì về cơ bản cả con người họ cũng chẳng còn chút giá trị nào. Không có con đường nào là vô ích trong cuộc sống, mỗi bước đi đều có giá trị. Đừng mong đợi những điều may mắn từ trên trời rơi xuống và hãy theo đuổi hạnh phúc thực tại. Chỉ bằng cách khiến bản thân trở nên bận rộn, học nhiều, đọc nhiều, suy nghĩ nhiều, chăm chỉ làm việc, thì tâm hồn mình mới thanh thản, nâng cao giá trị bản thân hơn. Và đó chính là những của cải không ai có thể lấy đi được. Được nhàn rỗi là một điều may mắn, nhưng nếu nhàn rỗi trong một thời gian dài, đó là một thảm họa. Sự nhàn rỗi nếu phù hợp thì giống như mật ngọt của cuộc sống, nhưng khi nhàn rỗi quá mức sẽ trở thành liều thuốc độc làm tiêu hao ý chí. Trạng thái sống tốt nhất của mỗi người là hãy luôn bận rộn, thỉnh thoảng nghỉ ngơi để bồi dưỡng thể chất và tinh thần. Khi bận rộn nhớ nghỉ ngơi hợp lý, khi rảnh rỗi nhớ ghi lại ý định ban đầu. Cả đời này mong sao lúc bận lúc rảnh, luôn phiên trao đổi để cuộc sống ngày càng có ý nghĩa. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Mình sẽ được gửi lời chúc tới tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn có những phút giây thực sự thoải mái và hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Hãy để lại phần bình luận xuống phía dưới bài viết mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất. Và những lời khuyên của các bạn sẽ giúp mình không ngừng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Và hãy thường xuyên ghé thăm kênh của mình để đón xem những video mới nhất các bạn nhé. Nếu các bạn thấy bài viết này ý nghĩa, hãy chia sẻ tới người thân và bạn bè của các bạn để có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới mọi người. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.